Hello, chào mừng các bạn đến với chương trình giải trí âm nhạc trên kênh YouTube của Phan Quốc Dũng nha. Bữa nay ta học sang bài 5 của lớp 3, bài Con chim non dân ca Pháp. Bây giờ ta bắt đầu đi vào nghe giai điệu và hát của bài hát nha. Ta sang phần 2, đó là phần tập hát từng câu. Ở bài hát này ta chia làm 6 câu và tách ra làm 2 phần ghép. Mỗi phần ghép là 3 câu. Chúng ta bắt đầu đi vào phần ghép thứ nhất với câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Giờ ta bắt đầu ghép lại 3 câu. Rồi tiếp tục ta đi vào phần ghép thứ hai, tức là câu thứ tư. Câu thứ năm. Câu thứ sáu. Rồi bây giờ ta ghép lại câu 4, 5, 6. Rồi, hai phần ghép đã xong, chúng ta bắt đầu thực hiện hết nguyên bài 6 câu. Bắt đầu. Rồi, tập hát từng câu đã xong, bây giờ chúng ta bắt đầu
tập hát theo giai điệu của bài hát. Thì cũng như những bài trước, lần đầu thì chúng ta có đệm nốt theo giai điệu, lần sau thì tự hát để cho nó hay hơn ha. Thôi, phần tập hát bài Con Chim Non Lớp 3 đến đây xin tạm dừng. Các bạn nhớ xem và cùng chia sẻ, bạn khác cùng xem nhé. Chúc các bạn tập hát hay, học giỏi. Xin chào, hẹn lại bài sau.